Em để Vani anh đi đâu? Buông ra. Nghe anh giải thích. Em cứ lặn buông ra. Không cần phải cạnh tranh đâu. Anh không có giành với em. Lời này là anh nói đó nha. Không được nuốt lời. Kể từ bây giờ, em với anh không còn liên quan gì nữa hết. Anh cũng không cần nói với em bất cứ điều gì đâu. Cứ giấu thoải mái. Anh có biết cái cách hành xử của anh bây giờ y như một đứa con nít không? Con nít, trẻ trâu. Hai người trưởng thành hợp với nhau lắm đó. Tùng.